Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Phương châm trên được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa thông qua việc nâng cao các tiêu chí, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông bằng nguồn lực của địa phương và nguồn xã hội hóa. Phóng sự thực hiện tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Kim Thái, huyện Vụ Bản, địa phương có 1/4 dân số là đồng bào Công giáo và quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dày nổi tiếng. Tuyến đường nội đồng có chiều dài gần 2 km với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng mới được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của người dân xã Kim Thái. Từ một con đường đất nhỏ hẹp lầy lội trước đây, nay đã được mở rộng ra 5 mét, đổ bê tông kiên cố, hệ thống thủy lợi chạy dọc tuyến đường được nâng cấp, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Tất cả kinh phí đầu tư được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa. Cái nguyện vọng của tôi cũng muốn là làm thế nào mà để cho là gọi là lưng giáo đoàn kết. Tất cả đều là con dân của Việt Nam cả. Vì năm nay là xã Kim Thái là xã đạt chuẩn nông thôn mới quốc gia. Cho nên là tôi đóng góp rất nhiều về từng đội một của đội nào tôi cũng có đóng góp kinh phí để cùng với bà con, cùng với xã để làm đường. Tuyến đường còn là minh chứng cho sự đoàn kết lương giáo của người dân trong xã. Khi công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường được các hộ giáo dân đồng thuận ủng hộ góp đất, hiến đất và ngày công lao động. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thái đã có một cái sự liên nối kết giữa tôn giáo, hai tôn giáo chúng tôi. Thế cho nên tôi cũng phải dấn thân vào để mà động viên bà con, để mà tạo điều kiện ra đi cùng làm với bà con để mà cho nó nhanh chóng tuyến đường. Năm 2023, xã Kim Thái là xã thứ hai trên địa bàn tỉnh đón nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Không thỏa mãn với kết quả đạt được, Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ở địa phương, nhất là hệ thống hạ tầng đường giao thông. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân trong xã đã tự nguyện hiến đất xây dựng hệ thống thoát nước, địa phương đầu tư nâng cấp đường. Từ đầu năm đến nay, trên 3 km đường giao thông thôn xóm của xã được đầu tư nâng cấp. Với cái đầu tư này thì chúng tôi cũng huy động, một là cái nguồn ngân sách của địa phương, hai là huy động của các cái nhà tài trợ, các nhà hảo tâm để tiếp tục đầu tư các cái hạng mục công trình tại địa phương, đặc biệt là giao thông trong thôn xóm để các thôn xóm đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Và các cái tuyến đường giao thông nội đồng này thì đối với lại các cái tuyến đường này thì chúng tôi cũng xác định được rằng là đối với địa bàn của xã Kim Thái là có các hai tôn giáo chính, một quần thể di tích Phủ Dày và cái thứ hai là đối với lại giáo xứ của Xuân Bảng, thì chúng tôi cũng muốn rằng là vận động các cái nhà hảo tâm để đầu tư các cái tuyến đường này sẽ có những cái sự kết nối giữa lương giáo như một, tạo thành một cái sự đồng thuận rất là cao. Không chỉ là xã nông thôn mới kiểu mẫu với lĩnh vực nổi trội về văn hóa, xã Kim Thái còn là điểm sáng về huy động nguồn lực, sự đoàn kết lương giáo để tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Những con đường ý đảng lòng dân đang tạo nên diện mạo mới cho địa phương hôm nay.